Rồi, xin này xin chào bạn ha. Sau khi trồng khoảng xuống khoảng 7 đến 10 ngày thì mình sẽ tiến hành là mình bấm đọt ha. Đó. Mà khi mà bạn mới xuống hiện tại là cái cây này nó đã cao hơn khoảng 5 sen khi mà mình lúc mà mình mới xuống giống. Thì khi mà mình mới xuống thì mình đừng nên cắt liền ha, nó không có bén rễ. Cái này á nó bạn muốn mà nó hấp thì bạn cắt sát xuống ha, bạn đừng tiếc ha. Cái này mình đúng là chỗ này mình cắt luôn ha. Đừng tiếc ha các bạn. Đây cũng vậy ha, mình cắt sát xuống luôn. Cho cái cây nó hấp nó tạo cái chi cành mới ha. Bạn đừng tiếc gì hết á. Bạn đừng tiếc ha các bạn. Đó, đây, bạn đừng tiếc. Tuyệt đối là đừng tiếc ha. Đây, những cái đọt ớt gì. Bạn đừng tiếc. Đó, mình cắt xuống cho cái cây nó hấp xuống. Đó các bạn. Rồi mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Rồi, xin mến chào tất cả các bạn ha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục mình cập nhật hai cái ớt con mà mình trồng á. Thì nay nó đã trưởng thành và nó cho những cái lứa bông đầu tiên rồi. Thì trên cái video kênh Dũng Garden thì mình đã quay từ cái lúc mà mình gieo hạt, mình lựa chọn hạt giống từ cái thời điểm mà tháng 8 ha, tháng 9 cho đến bây giờ là tháng 11. Thì tầm khoảng 3 tháng là chúng ta đã có cái sản phẩm là cây ớt mà mình tự làm. Thì rõ ràng là hai cái cây này bạn thấy một cái sự chênh lệch là nó không có đồng đều. Thì cái lý do là cái cây này của Dũng là nó bị ốc sên nó hành các bạn. Nó bò nó cắn, nó bò nó cắn muốn bứt cái đọt luôn. Rồi mình cũng tỉa, cắt tỉa ra mình cũng chăm bẩm nó cho nó lên lại các bạn, nhổ bỏ thì rất là hương. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách thức vô phân để cho cái cây ớt sim trắng này nó có cái tỷ lệ đậu trái nó cao, bông nhiều và tỷ lệ đậu trái cao. Thì lứa này là lứa trái chiến à, cho nên là cái tỷ lệ cái sản lượng nó sẽ không có nhiều. Đó. Thì trong cái giai đoạn mà bạn bạn trồng á, thì khi mà bạn ra ra khi mà bạn ra bầu đất á, thì mình đã có quay video rồi, thì bạn chú ý tới cái vấn đề về cái sự đề kháng của cây. Khi mà cái cây mà mình vừa ra bầu á, mới ra cái môi trường mới thì cây nó rất là dễ bị yếu và rất là dễ bị rầy rịp, sâu rầy nó tấn công, đặc biệt là ốc sên các bạn. Nó bò qua rồi thì cây mình nó sẽ còi cọc và chậm lớn lắm các bạn. Đó, thì đây là những cái dấu vết mà mình đập ốc sên nè. Đó, mình để trong nhà luôn, mình để trong nhà luôn mà ốc sên nó vẫn bò vô được các bạn. Đây. Cái cây cải ca le của mình nó cắn banh luôn, ốc sên nó bò qua nè. Bỏ hơn các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ tỉa những cái phần lá ở dưới gốc ha, để tạo cho cái gốc nó không hón và mình tập trung cái dưỡng chất nó lên cái đọt. Thì trong quá trình mình trồng thì mình ngắt đọt thì mình cũng đã có quay video. Trong video này thì mình nói xuyên suốt từ quá trình mà mình trồng mình ngắt đọt cho bạn xem, rồi mình làm bông cho nó. Thì để mà cái bông nó đậu trái, để cho bông cái tỷ lệ bông nó nhiều và đậu trái cao á, thì các bạn phải cái ớt của bạn nó phải đã nơi có ánh sáng ha, nơi có ánh sáng 100%. Đó, thì ánh sáng nắng phải full nắng ha các bạn. Thì cái tỷ lệ đậu bông và trái nó mới cao. Thì ở nơi cái vị trí mình đặt thì nay thì nó chỉ có hưởng nắng từ nắng trưa đến chiều thôi. Nó không có full nắng được. Đó. Đó, thì trên cái phần mà ở dưới cái phần gốc á, mình sẽ tỉa tỉa nhánh hết cho nó không bón ha. Cái này thì mình do là không kịp ha, cho nên là bạn thì bạn sẽ tỉa hết. Khi nó phun đọt thì những cái này là bạn tỉa bỏ hết, tạo độ không hón. Đó. Còn cái này mình đắp lý do là trong quá trình mình mưa, khi mình những đợt trồng mình mưa, mình đắp cái này lên lý do là mưa thì nó phun xuống mặt đất thì nó dâng lên ba cái đất đồ, dẫn đến là cây nó dễ bị nấm khuẩn. Nên mình đè che lại một phần, với lại cái hai nữa là nắng nó đỡ cái hạn chế sốc cây. Rồi, thì cái vấn đề chính ngày hôm nay đó là cái phân ha. Cái phân thì mình ở đây mình sử dụng cái phân 20-20-15. Đó, NPK 20-20-15. Thì đối với cái cây như vậy thì mình chỉ cho một lượng vừa phải thôi. Thì đây là cái loại 20-20-15 của đầu trâu, nó có cái hàm lượng te nó rất là phù hợp cho cái cây ớt trong cái giai đoạn mà là trưởng thành và làm bông cho trái. Các bạn thấy là cái hột nó rụng xuống nó lên. Thì đối với cái cây ớt này á, cái chậu này thì mình sẽ cho nhúm hai nhúm bên đó, một nhúm bên đây ha. Mình cho phần đều cái rễ gốc.
Rồi, như vậy là ok các bạn. Thì chúng ta không có nên lạm dụng phân hóa học nhiều. Đó. Rồi. Đó, như vậy là mình tưới ẩm nó được hết các bạn. Đó, thì tầm khoảng tuần 2 nữa là khi mà cái bông nó đậu thì nó sẽ cho những cái lứa trái đầu tiên. Thì mình có mình thu hoạch dần. Thì cái ưu điểm của cái việc trồng trong chậu là mình kiểm soát được cái lượng nước tưới, kiểm soát được sâu rầy, và cây nó sẽ rất là hạn chế cái vấn đề về chết ở ngoài đất. Mình trồng mình rất là dễ, cây nó rất là dễ, mà mình mưa nhiều nó rất là dễ bị thối, cây nó bị chết cái phần rễ, thì cái tuổi thọ nó không cao. Còn bạn mà trồng ngoài đất thì nó lợi khi mà cái cây nó đủ cái sức nó phát triển thì bông nó rất là nhiều so với trồng trong chậu đó. Nhưng mà bạn phải tùy cái vùng mà bạn đặt thì bạn phải dung lên, đặc biệt là vào những cái mùa mưa. Còn cái mùa nắng thì bình thường ha. Mùa nắng thì cái cây ớt xiêm trắng này bạn trồng ở ngoài đất á, nó mình ăn lâu lắm, mình ăn có thể là 1-2 năm là bình thường các bạn. Đó, mình đừng lạm dụng phân hóa học. Đó. Thì cái đợt trước thì mình vừa vô cái hằng hữu cơ khoáng nè, các bạn thấy cái viên này không? Đó. Hữu cơ khoáng. Thì cái hữu cơ khoáng này nó vừa có cái yếu tố hàm lượng hữu cơ và nó có cái NPK trong đó, nó cũng rất là tốt cho cây ớt. Đó, thì cái quy trình vô thì mình cứ rước một đợt, mình vô một lượng vừa phải, mình không làm dụng. Còn lại thì mình chỉ sử dụng hữu cơ khoáng. Bạn mà có điều kiện thì bạn cứ tưới thêm đạm cá ha. Còn ở đây thì mình hầu như là mình cũng không có sử dụng đạm cá nhiều. Bạn có điều kiện thì bạn sử dụng thêm cái đó để cái cây nó bền và cái tỷ lệ bông nó đậu nhiều. Đó. Thấy các bạn. Thì bạn có thể luân phiên giữa cái hằng NPK này với cái phần hữu cơ, có thể là phân gà một đợt, phân hữu cơ khoáng một đợt phân gà, rồi một đợt phân bò, một đợt phân đục quế, quay lại cái phân hữu cơ. Các bạn đừng lạm dụng ha, tại vì trong chậu mà bạn lạm dụng nhiều thì rất là dễ bị chai gốc, và cái ớt nó cái tuổi thọ nó rất là ngắn các bạn. Rồi, thì mình sẽ cập nhật cái ớt này khi mà nó cho trái triệu quả ha, cũng như là những cái clip cuối cùng về mình sản xuất những clip chia sẻ về cái dòng ớt xiêm trắng. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở trong những clip tiếp sau các bạn.